Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ trở lại với một clip về skincare. Và hôm nay thì nó không phải là một clip về kiến thức hay là một clip về routine gì cả. Mà hôm nay như phần intro các bạn nhìn thấy là mình sẽ nói về các cái sản phẩm mà mình đang sử dụng là gì nhá. Phần đầu tiên mà không thể thiếu thì lúc nào cũng phải có một cái tay thỏ để chúng ta để hết các cái phần tóc ở đằng sau chúng ta dưỡng da rồi. Tiếp theo, mình có một sản phẩm. Nó là, đây là chiết lực wet brush. Ở tóc của mình thì tóc dài và rất là khô, và ở phần dưới thì nó hay rối, cho nên là mình phải đầu tư một bạn lược này. Nó cái giá thành của bạn ấy cao, nhưng mà nếu như mọi người hỏi là có nên mua không thì mình khuyên là với những các bạn nào mà có tóc dài và hay rối như mình thì hãy mua loại này nhá. Bởi vì khi mà tóc mà bị ướt ý, cả ướt và cả khô, mà khi mà dùng cái này nó cực kỳ là mượt luôn, cực kỳ thích luôn. Tiếp theo là đến các dụng cụ để mình có thể apply các loại lotion lên da. Thì đây chính là loại bông tẩy trang mà mình sử dụng. Mình có hai loại bông tẩy trang. Một loại là loại này và một loại là loại này. Loại bông tẩy trang này mình mua là có xuất xứ từ châu Âu và có tên là iPack. Loại này thì mình mua ở Vinmart và được mua 2 tặng 1. Với các loại mà sử dụng nhiều ấy thì mình thích mua những cái có khuyến mãi, tại vì là cảm thấy là mình sẽ tiết kiệm nhiều hơn. Cái khăn bông tẩy trang này thì nó hơi dày, thế nên là chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta dùng nước hoa hồng này để chúng ta tẩy trang này. Còn khi mà chúng ta sử dụng các cái dung dịch tẩy da chết hóa học thì mình sẽ dùng bông tẩy trang này, là loại của Pháp, nó tên là Le Soi Pour gì đó. Đây, mình mua một túi này cực kỳ to, chỉ hơn 100.000 thôi, và có hãng có ghi là 500 tờ. Đây, và cái loại bông tẩy trang này nó rất là mỏng nhá. Đây, nó cực kỳ mỏng luôn. Mỏng như thế này thì để mình có thể thấm những cái loại BHA và AHA để cho nó đỡ phí. Theo, đó là máy rửa mặt. Mình thì ngày xưa khi mà mình không dùng AHA và BHA thì mình sử dụng máy rửa mặt nhiều, bởi vì mình muốn làm sạch nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình dùng AHA và BHA rồi, thế nên là mình cũng ít khi dùng máy rửa mặt. Tuy nhiên thì đây là một cái loại mà mình khá là thích. Loại này là loại Halio. Đó, màu của mình là màu hồng. Loại này thì nó có cái hình kiểu nó gần như là kiểu cái bàn tay rồi cái găng tay ấy, để cho khi mà mình dùng thì mình sẽ sử dụng như thế này. Nó có rất là nhiều mức sóng ấy. Đó. Pin thì rất là lâu, dùng lâu lắm thì mới phải sạc lại á. Yeah, mình khá là thích loại này. Khi dùng thì mình chỉ dùng một nước nhẹ nhất thôi, và sau đó mình xoa nhẹ trên da và mình làm sạch kỹ ở những cái hai cái vùng cánh mũi này. Dùng cái máy rửa mặt này xong cảm thấy là da mình cực kỳ sạch luôn, và nhất là có những cái vùng đầu đen này hay mũi nhất. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến các sản phẩm làm sạch mà mình đang sử dụng. Sản phẩm làm sạch đầu tiên đó là nước tẩy trang Innisfree. Đây là loại micellar oil water. Tiếp theo là đến sản phẩm làm sạch đó là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt thì mình rất là thích cái bạn Eucerin pH 5 này. Mình đã mua ở Guardian, và các bạn ấy có tư vấn với mình là loại này là loại mà không cồn này, không hương liệu này, không xà phòng này, không paraben này. Đó, và loại này thì khi mà sử dụng thì mình sẽ không bị làm cho cái độ pH của da bị thay đổi. Và ở trong này thì hãng có claim là có thể sử dụng được cho cả em bé từ 1 tháng tuổi nữa. Thì mình không biết là có nên sử dụng cho em bé 1 tháng tuổi không, vì thực ra là đây cũng là một loại dược mỹ phẩm ấy. Đấy, thế nên là mình cũng, nếu mà dùng cho trẻ con thì nhiều, thì mình có thể dùng cho các cái loại mà nó dành riêng cho các bạn nhỏ. Ở trong bảng thành phần thì chúng ta sẽ xem nhé. Ở đây thì chúng ta có nước này, thành phần chính là nước này, có glycerin để làm cho da đỡ khô hơn này. Còn lại thì đúng là không có cồn, không có hương liệu, không có xà phòng, không có paraben. Khi mình dùng cái này thì nó là một loại sữa rửa mặt, nó là tạo bọt, nhưng mà nó không có quá nhiều bọt như các loại sữa rửa mặt khác, mà nó chỉ kiểu hơi ở trên da thôi, và dùng xong thì da lúc nào cũng không bị khô. Mặc dù là da mình là da cực kỳ khô, nhưng mà dùng xong thì cảm thấy là da ẩm mướt và không có độ khô một chút nào. Mình rất là recommend loại này nhá. Giá thành mình nhớ không nhầm thì nó cũng chỉ trong khoảng dưới 300.000 thì phải. Và dung tích thì là 400ml thôi, được rất là lâu. Sản phẩm làm sạch tiếp theo đấy là sản phẩm tẩy da chết dịu nhẹ Cure. Loại này là loại Master Aqua Gel, và dùng để tẩy da chết vật lý.
Với tẩy da chết vật lý thì có thể một tuần mình sẽ sử dụng một lần, bởi vì là mình đã sử dụng các loại tẩy da chết hóa học rồi, cho nên là tẩy da chết vật lý thì mỗi tuần một lần thôi. Ở đây mình còn một loại tẩy da chết nữa, đó là tẩy da chết Sivasan của Polvo. Đây là loại tẩy da chết enzyme. Ở cái clip mà nói về các kiến thức cơ bản về dưỡng da thì mình đã có nói đến tẩy da chết enzyme rồi. Thì tẩy da chết enzyme nó sẽ dịu nhẹ và nó sẽ làm cho mình cái da của mình không bị khô, và mình có thể dùng tẩy da chết enzyme hàng ngày. Hiện tại thì mình đang test thử sản phẩm này và mình sẽ review cho các bạn sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến những sản phẩm dưỡng da trong chu trình quy trình dưỡng da của mình đang sử dụng nhé. Sản phẩm đầu tiên mà sau khi rửa mặt mà mình dùng thì là sản phẩm nước hoa hồng. Và loại mình dùng ở đây là nước hoa hồng ý dĩ của hãng Hatomugi, có xuất xứ là Nhật Bản. Loại hoa hồng, nước hoa hồng này thì mình có review là dùng cảm thấy là rất là dịu nhẹ trên da này, không có các cái cồn hay là hương liệu này. Và khi sử dụng thì mình cảm thấy là cái da của mình nó được hơi ẩm một chút, bởi vì trong này có thành phần là glycerin. Nhưng mà nó cũng chỉ hơi hơi thôi và nó cũng không làm cho mình bị bết dính. Mình nghĩ là với một loại lotion mà để sử dụng sau khi sữa rửa mặt và trước các bước serum thì mình dùng một loại nó nhẹ thôi, nó không quá là nhiều ẩm. Tại vì nếu như mà nó quá nhiều ẩm rồi thì khi đó thì mình sợ rằng là những cái bước serum đằng sau nó sẽ không được thấm hút nhiều như khi mà mình sử dụng những cái loại mà nó mỏng như thế này. Ngoài cái lotion bằng nước thì mình còn có một loại nữa, đó là lotion bằng sữa. Thực ra loại này là không phải là mình mua một mình nó của hãng đâu, mà là mình có một liệu trình làm mặt ở Mernat, là một hãng của Nhật. Và ở trong cái bộ sản phẩm mà người ta tặng cho mình để sử dụng các cái quy trình làm mặt đó thì có một cái loại đó là Milk Lotion. Đó, và cái loại Milk Lotion này thì nó cũng là, nói chung nó cũng là một cái bước để sử dụng sau khi rửa mặt thôi. Ở các sản phẩm của người Nhật ý, thì họ có một cái suy nghĩ về việc dưỡng da, đó là nếu như sau khi mà mình rửa mặt khô mà mình cấp ẩm ngay với một cái loại sữa thì cái da của mình nó sẽ được dưỡng ẩm nhiều hơn. Đây, mình đã thoa thử cái Milk Lotion lên cho các bạn xem này. Đó, nó thấm rất nhanh vào da. Tuy nhiên là với da mình là da khô rồi, nhưng mà khi mà apply vào thì da nó sẽ hơi bóng một tí. Nếu như với bạn nào mà không thích cái kiểu da mà nó hơi bóng, hơi cảm giác như bóng dầu ấy, thì bạn cũng, mình nghĩ là không nên dùng cái này. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích cái cảm giác mà nó bóng bóng, căng căng giống như kiểu Hàn Quốc ấy, thì mình có thể dùng cái loại này. Các cái loại Milk Lotion thì thường nó sẽ cấp ẩm ngay cho da vào sau khi mà mình dùng sữa rửa mặt. Và thường thì chỉ có những hãng của Nhật họ mới có các Milk Lotion thôi. Còn các hãng của Mỹ và Hàn Quốc thì mình không thấy có những cái sản phẩm Milk Lotion này. Sản phẩm tiếp theo mà mình sử dụng sau khi mình rửa mặt và trước các bước serum là xịt khoáng. Xịt khoáng này thì là cái loại mà mình mua ở Nha Trang. Đợt mà mình đi du lịch Nha Trang thì mình đã mua cái loại nước xịt khoáng này. Và là nó là nước xịt khoáng thiên nhiên ở Nha Trang, ở cái chỗ mà mình đi tắm bùn ấy. Thì dùng cái này thích lắm luôn. So với các loại xịt khoáng mà mình đã mua kiểu của mỹ phẩm thì mình thấy là dùng thiên nhiên vẫn là thích nhất. Và khi mà xịt vào mặt thì có cái mùi ấy, nhẹ nhàng lắm. Mình thử nhá. Đó, để một lúc thì da của mình nó sẽ khô vào và mình cảm thấy là da nó như là kiểu được uống nước ấy. Ok, vậy là xong các sản phẩm lotion. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó là bước tẩy da chết. Ở các sản phẩm tẩy da chết thì mình cũng có rất nhiều loại ở đây, bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem nhá. Loại tẩy da chết nhẹ nhàng đầu tiên mà mình sử dụng đó là của Naris. Loại này thì tất cả các cái thành phần tẩy da chết ở trong này đều là chiết xuất tự nhiên, không có một chút thành phần hóa học nào. Do vậy là mình sẽ dùng khi mà mình sử dụng những cái ngày nào mà không có treatment. Và mình sẽ dùng cái tẩy da chết dịu nhẹ này, có tên là Skin Softening Con. Nó là một loại làm mềm da. Và khi mà mình đi tư vấn ở bên hãng Naris thì họ có đã soi da cho mình. Và họ có nói là da của mình bây giờ chỉ có thiếu mỗi bước tẩy da chết thôi, bởi vì nó rất là khỏe rồi. Thế là mình đã mua thử cái loại này. Lọ này của họ thì có giá là khoảng 900. Và khi mà mình mua một liệu trình gì đó ở Naris thì họ sẽ có chiết khấu thêm cho mình. Và millilit của nó là 200ml. Tuy nhiên là mình dùng lâu lắm luôn. Loại tẩy da chết tiếp theo mà mình có đó là Obagi Salicylic Acid 2%. Loại này thì mình đã có review ở trong cái skincare routine mà cùng với BHA của mình rồi. Thì loại này thì mình rất là thích.
Nhưng mà sản phẩm này thì có một cái điểm trừ, đó là có nền cồn. Thế nên là với những bạn nào mà da nhạy cảm thì có thể sẽ hơi kích ứng một chút với cái sản phẩm này. Nhưng mà cũng không chắc được, nhỡ đâu là mình có duyên với sản phẩm thì mình vẫn dùng được thì sao? Sau khi sử dụng sản phẩm này thì cái da của mình nó rất là căng, rất là bóng. Và đặc biệt là đây là một sản phẩm để chữa mụn đầu đen rất là tốt cho mình. Hồi xưa mình có nhiều lắm 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 luôn ý. Và bây giờ sau khi mà sử dụng bạn BHA này thì mình cảm thấy là không cần phải lấy mụn rồi, không cần phải đau đớn như ngày xưa khi mà mình cứ phải lấy những cái dung dịch này, xong bắt đầu mình lấy cái que mụn rồi lấy hết những cái mụn đầu đen này lên. Và mình rất là thích sản phẩm này và mình recommend cho những bạn nào mà với những làn da không quá nhạy cảm thì mình hãy sử dụng sản phẩm này nhá. Thực sự là nó rất là thích luôn đấy. Đây là một loại tẩy da chết hóa học mà mình đang test thử. Và đó là tẩy da chết hóa học của hãng BR, có tên là Lotion P50. Hãng BR thì rất là nổi tiếng với các sản phẩm tẩy da chết. Và mình đã sử dụng thử loại này là loại P50 và chỉ có 50ml thôi. Thành phần của nó là AHA, BHA, PHA và giấm. Khi mà sử dụng thì thực sự nó là mùi giấm luôn các bạn ạ. Và mình cảm thấy là như kiểu mình đang ăn bún trộn ý. Khi mà lên da của mình nhá thì nó hơi 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 châm chích một tẹo. Khi mà mới sử dụng thì mình phải dùng nó trên một cái bông tẩy trang đã ẩm rồi. Nhưng mà khi mà mình đã dùng quen rồi thì mình chỉ cần lấy từ 5 đến 6 giọt và sau đó mình ấn 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 apply lên những cái vùng mà mình cần điều trị. Thực ra cũng không cần phải lấy hết cả mặt đâu. Và mình chỉ cần dùng những cái vùng nào mà mình cần điều trị thôi. Ví dụ như là những cái phần hay có mụn đầu đen này, hay là ở hai cái bên này có lỗ chân lông này. Đó. Hoặc là thích thì mình cứ dùng cả mặt thôi, bởi vì cái bạn này nó cũng có cái effect giống như là cái bạn BHA ấy. Thì mình thấy là sau khi dùng nhá, nó căng rồi nó mướt. Và hôm sau thì mình cảm thấy là có một số cái vết mà sần sần li ti ấy, nó cũng lặn đi đấy. Dạo này thì mình đang sử dụng một số loại peel da. Peel da là cũng là các cái thành phần axit giống như là AHA hay BHA hay là PHA, nhưng mà nó sẽ có cái nồng độ cao hơn, ví dụ như từ 10 đến 15%. Và hiện tại thì mình đang thử một loại peel antioxidant 15% AHA, và đây là một cái lọ mình chiết ra từ cái một cái chai của spa và mình muốn thử dùng xem là cái tác dụng ở trên da như thế nào. Thì mình mới dùng 2 lần thôi, nhưng mà mình cảm thấy là với AHA nồng độ cao như thế thì có vẻ là cái da nó kích ứng nhiều hơn, nhưng mà mình chỉ được để trên mặt khoảng 2 đến 3 phút thôi và sau đó mình lại bôi tất cả những cái sản phẩm phục hồi thì mình thấy da cũng được được, nhưng mà nó không phải là sản phẩm có thể dùng được hàng ngày, cho nên là mình cũng thấy là chỉ một tuần một lần thì không biết là cái tác dụng nó có được nhiều không. Thế nên là cứ dùng thử một thời gian nữa rồi mình review nhé. Bây giờ mình sẽ nói đến các loại serum đặc trị nhé. Với quan điểm dưỡng da của mình thì mình cảm thấy là dùng cái gì mà nó hợp với da của mình thì mình sẽ dùng đi dùng lại và dùng nhiều lần. Còn không cần phải theo trend, có nghĩa là các bạn có thì mình cũng phải có, hay là trên thị trường đang hot cái gì thì mình cũng phải có. Thực ra thì cái việc mà test các sản phẩm hot cũng tốt, bởi vì là nó càng ngày thì các cái công nghệ mỹ phẩm nó sẽ càng tốt hơn. Tuy nhiên là với làn da của mình thì cũng không nên quá risky, không nên quá mạo hiểm để mình sử dụng những cái loại mới. Và đây là những cái loại serum mà mình đã sử dụng dùng đi dùng lại rất nhiều lần rồi trong khoảng 1 năm trở lại đây, và các bạn có thể xem nhé. Đầu tiên là cái loại mà luôn luôn xuất hiện trong các video routine của mình, đó là Hyaluronic Acid Serum 1,5% của hãng L'Oreal. Mình cực kỳ thích cái này, mình đã khen nó rất nhiều lần rồi. Với kết cấu mỏng, nhẹ này, lên da thì không làm mình bị bết dính này, và nó làm cho da căng bóng và sẽ nó không quá dày để cho những cái lớp active đằng sau mình có thể thấm được tốt hơn. Thích thích em này lắm luôn đấy. Tiếp theo là serum phục hồi da mình dùng của Medicate. Đây là loại B5 Liquid Rehydration Serum. Loại này thì đã được review rất là nhiều rồi, và khi mình sử dụng thì mình thấy đúng đúng là như vậy luôn. B5 khi mà apply lên da thì nó luôn luôn có cái cảm giác cực kỳ dính, nhưng mà khi sử dụng cái Medicate này mình cảm thấy là cái độ dính nó chỉ hơi 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 thôi, và sau khoảng 1-2 phút sau thì nó sẽ hết. Và khi mà mình sử dụng BHA, AHA hay là những khi mà cái da của mình đang bị yếu thì mình sử dụng sản phẩm này để phục hồi cực kỳ tốt luôn nha. Một active mà có rất nhiều công dụng đó chính là niacinamide. Loại niacinamide mình đang dùng ở đây là của nhà Balance và nó có 15%. Mình đang dùng thử loại này và
Sắp tới sẽ dùng thử của Paula's Choice 10% và 20%, và mình sẽ review tiếp cho các bạn xem như thế nào. Và khi mà mình sử dụng lên da ấy, thì mình cảm thấy là nó không bị nhờn, không bị bết dính, và cảm giác là da nó bóng này, nó khỏe này, và những cái lỗ chân lông của mình ấy cũng được cải thiện. Mình không biết là có phải là do mỗi mình cái này mà cải thiện lỗ chân lông hay không, nhưng mà mình thấy là nếu mà hỏi là có nên mua lại không thì mình sẽ mua lại, vì giá thành của bạn này rẻ lắm, chỉ có khoảng dưới 200.000 thôi. Đây là sản phẩm vitamin C của nhà The Ordinary, đây là ascorbic acid 8% và alpha arbutin 2%. Trước đây thì mình đã sử dụng một số các loại vitamin C của nhà Milano này, hay là của The Balance rồi, và bây giờ mình muốn thử với The Ordinary, bởi vì là mình muốn thử với cái thành phần arbutin. Mình chưa dùng alpha arbutin bao giờ nên mình muốn dùng thử xem là mình có kích ứng với alpha arbutin không, và sản phẩm này có tốt không. Khi mà các bạn sử dụng lên da nhá, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là nóng, nó nóng bừng lên ý, trong khoảng 15 giây đến 20 giây đầu tiên. Và khi mà mình xoa lên da thì nó tạo lên một cái lớp finish kiểu như dầu dầu ý, nó giống với cả bạn Melano mà mình đã sử dụng trước đây. Thì cái cảm giác đấy nó không thích một chút nào, bởi vì kể cả mình đã là da khô rồi nhưng mình vẫn không thích cái cảm giác đấy, bởi vì nó không thấm này, nó cảm giác nó không xuống được da và nó cứ nhờn thế nào ấy, mặc dù là mình đã để khoảng 10 đến 15 phút và mình đã dùng rất là nhiều những cái lực ấm ở trên bàn tay để cho nó thấm được vào da, nhưng mà mình cảm giác như là nó không thấm. Còn về hiệu quả của bạn này thì mình cảm thấy là có nha các bạn. Sáng hôm sau mà khi mà mình ngủ dậy thì mình cảm thấy da của mình sáng hẳn lên ấy, sáng hẳn lên so với những cái hôm mà mình không dùng loại này. Vì vậy là nếu mà muốn sử dụng một loại nào mà nó rẻ và nó có cả vitamin C và có cả alpha arbutin thì mình khuyên các bạn có thể mua loại này nhé. Giá của bạn này thì dưới 400.000. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các loại kem dưỡng nhé. Đầu tiên mình sẽ nói đến kem mắt. Cái loại kem mắt mà mình sử dụng là của Murad, và đây là kem mắt có retinoid. Loại này là loại Renewal Eye Serum. Như mình đã nói ở cái clip BHA trước đây, đó là da mắt của mình rất là nhăn. Nên các bạn có thể nhìn thấy là da mắt của mình đây này, nó có các cái điểm nhăn ở đằng sau mắt rất là nhiều. Đó, lý do nhăn là vì thứ nhất là nó là do bẩm sinh, có nghĩa là làn da của mình là nó đã là một làn da mà dễ bị nhăn rồi. Vì mình rất là giống với bố mình từ trẻ cũng đã nhăn mắt rất là nhiều rồi, khi cười một cái là thấy cái nếp nhăn ở đây luôn này. Thứ hai đó là do da mình là da khô, và những năm trước đây thì mình không có chú trọng đến skincare. Mỗi lần đi ra ngoài đường thì mình chỉ có mỗi rửa mặt với cả tẩy trang thế là xong. Thế nên là da của mình thì đáng lẽ ra là phải làm từ những cái năm mà mới có 20 tuổi thôi, nhưng mà bây giờ thì 30 tuổi rồi, và đến bây giờ thì mới bắt đầu chú ý trong một năm gần đây. Thế nên là cái mắt của mình rất là nhăn. Và mình còn bị cả thâm nữa. Thâm thì cái này cũng là thâm bẩm sinh, thì cái này là lấy sự di truyền từ mẹ. Đó, thì khi mà mình xem các review và mình hỏi các chuyên gia tư vấn thì họ nói là với mắt thì chúng ta chỉ có thể sử dụng retinoid để làm cho cái nếp nhăn nó đỡ hơn thôi, nhưng nó chỉ đỡ thôi nhá, đỡ khi mà mình sử dụng liên tục. Còn nếu mà muốn hết hẳn ý, thì chỉ có thể là đi tiêm Botox thôi. Thì mình không biết là đến 30 mấy tuổi thì mình có phải đi tiêm Botox không, còn hiện tại thì thôi, vẫn từ từ đã. Sản phẩm này thì khi mà mình sử dụng thì mình thấy là rất là thích, bởi vì nhá, khi mà mình dùng hàng ngày sẽ trừ những cái ngày mà dùng AHA, BHA và retinoid ra, thì những cái hôm nào mình không có các cái thành phần treatment đó thì mình sẽ dùng cái mắt retinoid này. Và khi mà sáng ngủ dậy thì mình cảm thấy như là nó có cái hiệu ứng như kiểu mình tiêm Botox ý. Có nghĩa là kể cả mình có cười thì cái chỗ này nó cũng hơi cứng lại và nó sẽ bớt nhăn hơn. Khi mà sử dụng retinoid thì cái da của mình nó sẽ được tái tạo rất là nhanh, và nó luôn luôn là các tế bào mới, thế nên là cái phần nếp nhăn nó cũng bớt đi được phần nào. Nhưng mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà mắt nhiều nhăn thì có thể mua các sản phẩm có red. Là cái mắt tiếp theo mà mình sử dụng cho những ngày có treatment không thể dùng được retinoid, đó là The Real Eye Cream for Face của hãng AHC. Kem này thì cái thành phần của nó nhẹ nhàng lắm, và nó là kem của Hàn Quốc. Đất nước Hàn Quốc là một đất nước mà hạn chế nhiều những cái sản phẩm treatment, thế nên là cái kem mắt này nó rất là nhẹ nhàng và mình có thể sử dụng được trong những cái ngày mà mình có treatment như AHA, BHA nhé. Kem dưỡng tiếp theo mà mình cực kỳ thích đó là Emkinetin của hãng Obagi. Loại này thì nó sẽ là một cái loại mà có thể phục hồi và bảo vệ các cái hàng rào ở ngoài da của chúng ta. Và mình sử dụng nó vào những cái ngày mà mình có treatment như AHA, BHA và retinol. Mình là da khô nhưng mà mình lại không thích cái cảm giác nó quá bóng ở trên mặt. Thì khi mà dùng em này thì bạn ấy thấm rất là nhanh vào da.
và mình cảm giác như là mình không bôi một cái gì ấy, nhưng mà da mình nó vẫn rất là glowy, rất là sáng và rất là bóng, và mình cảm thấy da mình khỏe lên từng ngày. Nó thể hiện ở việc là mình dạo này mình đang test rất là nhiều cái sản phẩm acid để exfoliate, có nghĩa là để tẩy da chết, nhưng mà mình cảm thấy là da mình nó không kích ứng. Bởi vì mình nghĩ đó là do mình đã sử dụng cái bạn keratin này cùng với cả bạn serum B5 của nhà Medicate làm cho da của mình khỏe lên, thế nên là da rất là ít vấn đề và không bị kích ứng nhiều với các sản phẩm khác. Tiếp theo là đến loại kem treatment mà mình cực kỳ thích đây. Đó chính là Obagi 360 Retinol 0.5. Loại này là một loại dịu nhẹ hơn cái loại 1 và nhẹ hơn các cái loại tretinoin. Mình thì mình không thích cái tretinoin đâu, bởi vì mình cảm thấy là nó như là cái một sản phẩm thuốc ấy. Nên là với những cái da mà không có vấn đề nhiều quá thì không cần thiết phải dùng những cái loại nặng như vậy. Và mình nghĩ là các bạn nên bắt đầu với em Obagi 0.5 này. Mình đã dùng đến tuyết này là tuyết thứ 2 rồi và nó gần hết rồi. Nếu khi nào mà nó hết hẳn tuyết này thì mình sẽ làm một cái clip về retinol nhé. Đó, thành phần của bạn này thì có rất là nhiều cái thành phần dưỡng ẩm. Cái này thì nó không có ở trong đây đâu, mà nó sẽ chỉ có ở trên trong web của Obagi thôi. Với bạn Obagi này thì mình thấy là có thành phần dưỡng ẩm này, có cả vitamin C này, có một chút hình như là có một chút niacinamide nữa. Thế nên là khi mà dùng trần trên da mà không có những cái dưỡng ẩm ấy thì nó cũng không bị quá khô đâu. Hơi hơi thôi nếu với những bạn da khô như mình, còn với những bạn da dầu thì nghĩ là nó sẽ không quá khô đâu. Và mình highly recommend các bạn nếu như bắt đầu dùng retinol nhá, thì các bạn hãy dùng bạn này. Okay. Ta-da! Đây là một bộ đôi mà mình rất thích của hãng L'Oreal. Đây là bộ đôi Revitalift có cả day cream và night cream. Với day cream thì có SPF 35 và ở trong này thì các bạn có Centella Asiatica và Pro Retinol A. Bình thường thì retinol là không nên sử dụng vào ban ngày, bởi vì retinol sẽ làm cho chúng ta nhạy cảm hơn so với ánh sáng. Tuy nhiên là mình thấy có hai hãng sử dụng retinol ở trong kem ngày, đó chính là của L'Oreal và một hãng là của Israel, loại HL Day Cream và có retinol. Thì với hãng L'Oreal thì ở đây họ ghi là Pro Retinol, và mình nghĩ là nó sẽ là một cái dạng retinol nhẹ hơn, thế nên là mình vẫn sử dụng được. Và với cái lọ này là lọ 20ml và mình mua ở trên L'Oreal Mall của Shopee. Và khi đấy thì mình rất là hoài nghi về việc là dùng retinol buổi sáng thì nó sẽ như thế nào, có làm cho làn da nhạy cảm không. Tuy nhiên là mình đã sử dụng đến bây giờ là sắp hết rồi, các bạn nhìn đây ạ, đã sắp hết rồi. Và mình cảm thấy là rất là thích cái da của mình ban ngày ấy, nó sẽ căng này, bóng này, và càng đến buổi chiều thì mình cảm giác là da nó càng đẹp hơn. Bởi vì đấy chính là tác dụng của retinol. Khi mà retinol lên trên da của chúng ta thì sẽ kích thích các cái tế bào sản sinh nhiều hơn, và như vậy thì những tế bào mới sẽ sinh ra và làm cho làn da của mình càng ngày càng đẹp. Bạn L'Oreal này tuy là có retinol nhưng mà giá lại rẻ. Còn cái loại HL của Israel thì mình chưa dùng thử, nhưng mà loại đấy khá là đắt. Hình như là 1 triệu cho một cái chai như thế này với 50ml. Thì mình thấy là nếu như các bạn thích dùng retinol buổi sáng nữa để cho nó hỗ trợ cho cái việc tái tạo da thì bạn có thể dùng bộ đôi này nhá. Buổi tối thì mình thấy không có thành phần retinol ở trong này, nhưng mà mình cứ sử dụng theo bộ để biết là nó có tốt hay không. Thì buổi sáng hôm nào mà mình dùng cái này thì buổi tối mình sẽ dùng cái này, và thích lắm, mình recommend các bạn mua cái này nhá. Mình đã đặt đến bộ thứ 2 rồi đấy. Vậy là đã xong các sản phẩm dùng cho mặt rồi, bây giờ mình sẽ đến những sản phẩm dưỡng cho những vùng khác nhá. Đây là sản phẩm dưỡng da cổ. Mình nghĩ là cái phần cổ là cái phần mà chúng ta thể hiện ra cái độ tuổi của chúng ta nhiều nhất. Khi mà trẻ thì lúc nào cũng căng này, không có những cái vết nhăn này, nhưng mà bắt đầu qua đến bắt đầu tuổi 30 rồi thì sẽ xuất hiện những cái nếp nhăn. Và đặc biệt là với những bà mẹ như mình ấy, thì vì mình sinh 3 con rồi và cái cổ của mình nó sẽ vẫn có những cái đường, như là cái hồi mà mình bầu ấy, nó sẽ có những cái đường nâu. Và mình thấy là bây giờ mình sinh bạn thứ 3 đã hơn 1 năm rồi, nhưng mà nó vẫn có những cái đường như thế này. Và mình đang cố gắng để sửa chữa cái phần cổ của mình để trông nó không bị lão hóa nhiều. Vậy thì đây là kem cổ Medipeel của Hàn Quốc. Mình dùng loại này thích lắm. Kết cấu của các bạn ý thì nhẹ nhàng này, không bị bết dính trên da này. Khi đi ngủ thì mình có cảm giác là nó mềm và nó không bị bết dính vào gối hay là vào chân của mình. Và mình dùng hàng ngày với cả vitamin C nữa. Mình bôi vitamin C trước, sau đó mình sẽ bôi bạn này lên để cho cổ của mình trắng hơn. Bởi vì là nhiều khi mình chăm cái da mặt rất là kỹ, cho nên là nhiều lúc mà mình cảm thấy là phần cổ và phần da mặt nó lại có hai màu khác nhau. Mặc dù là mình không đánh một chút nào lên mặt cả, nhưng mà cái phần mặt có vẻ vẫn trắng hơn phần cổ.
Thế nên là mình phải dùng bạn này mỗi tối và mỗi sáng. Thích lắm, thích lắm. Tiếp theo đến sản phẩm cho môi thì mình có hai sản phẩm. Đầu tiên là một tuýp Pantenol Lips và một tuýp Vaseline. Loại này là mình mua loại lưu hành nội bộ của Viện Bỏng Quốc gia Việt Nam. Loại này mình mua ở Guardian. Loại này dùng khá là thích, thì lên môi thì nó căng, nhưng mà khi mà ngủ dậy thì loại này nó sẽ không khiến cho bạn tẩy được da chết. Còn với Vaseline thì mình dùng hàng đêm, và mình thấy là khi mà sáng ngủ dậy thì cái phần lớp da chết của mình nó bong ra, và khi đấy thì mình sẽ lấy cái bông tẩy trang và mình tẩy đi thôi. Mình muốn khoe với các bạn một sản phẩm dưỡng má, và sản phẩm dưỡng má này có màu nhá. Khi mà mình đánh lên da ấy, thì nó sẽ có một cái độ hồng nhẹ. Và đây là sản phẩm dưỡng chứ không phải là sản phẩm make up. Thế nên là chúng ta cứ dùng an toàn cho da của mình. Sản phẩm này rất là thích. Khi mà sáng ngủ dậy mình thấy là da càng ngày càng hồng lên. Đó. Đây là sản phẩm hand cream. Mình dùng loại collagen hand cream của 3W Clinic. Thực ra thì dưỡng tay thì mình dùng loại nào cũng được, nó không có sự khác nhau quá nhiều đâu. Nhưng mà nhớ là mình phải dùng nhá, bởi vì cái da tay của chúng mình cũng dễ lão hóa lắm luôn ý. Còn hai sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là hai sản phẩm kem chống nắng mà mình đang sử dụng. Loại kem đầu tiên mà mình đang sử dụng là của Zo, và loại thứ hai là của Anessa. Với sản phẩm Anessa thì nó là loại dạng milk, dạng sữa. Và khi mà lên da thì mình phải tán rất là nhanh, bởi vì nó khô nhanh lắm. Và cái Anessa này thì mình nghĩ là phù hợp với cả các bạn da dầu hơn là da khô như mình. Bởi vì khi mà lên trên da thì loại này thấm rất là nhanh và làm cho da của mình kiềm dầu hơn. Còn nếu với mình là da khô thì mình cảm giác là đến buổi chiều ấy, da của mình nó hơi khô một chút và nó sẽ hơi bị bong ra, bởi vì cái loại này nó khô. Thế nên là các bạn nào da dầu thì dùng tốt hơn nhé. Loại tiếp theo mình dùng đó là kem chống nắng của Zo. Loại này là loại Sunscreen and Primer Broad Spectrum SPF 30. Trong một năm trở lại đây thì da của mình khá là ổn. Thế nên là khi đi làm hay đi ra ngoài thì mình cũng không sử dụng một sản phẩm make up nào, mà mình chỉ dùng kem chống nắng thôi. Vì vậy mình phải dùng các loại kem chống nắng mà có lớp finish như kiểu kem nền, để cho làn da của mình ra ngoài có thể rạng rỡ hơn và che được một số cái khuyết điểm ở trên da. Thì đây là một loại chống nắng mà mình nghĩ các bạn nên chọn. Cái kết cấu của sản phẩm thì rất là dễ tán, và vì nó là dạng primer nên là khi lên da thì nó sẽ làm cho da mình trắng hơn và che được một số khuyết điểm. Mình thậm chí là không cần phải dùng kem che khuyết điểm nữa. Thì nên với bạn nào mà muốn sử dụng một loại kem chống nắng để thay thế cho các lớp trang điểm thì mình khuyên là các bạn có thể dùng bạn Zo này nhé. Vậy là clip của mình đã kết thúc rồi. Hôm nay thì clip hơi dài một tí, bởi vì mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm mà tốt mà mình đã sử dụng trong thời gian qua, để cho các bạn có thể áp dụng cho làn da của mình. Và mình mong là các bạn có thể sử dụng thử và comment cho mình xem là những sản phẩm đó lên da của các bạn như thế nào nhé. Bốc có thể chào mọi người không? Chào các cô, các bác, các chú không? Chào như nào? Chào các cô, các bác, các chú.